Xin chào các bác nhé. Hôm qua thì Mùi Phin có chỉ cho một bác là bị viêm đa khớp dạng thấp rất là nặng rồi. Thì Mùi Phin có chỉ cho người ta tự lấy những cái cây thuốc để tắm tại nhà. Thì họ đang bị nhầm lẫn giữa cây ngoi và cây cà dại hoa trắng. Viêm đa khớp dạng thấp thì theo những cái bài thuốc của người giao của nhà Mùi Phin thì luôn luôn phải tắm. Nếu mà mình không tắm là nó rất là khó chữa. Tại vì nó tê bì hết cả chân cả tay. Thậm chí có những người mà các khớp đau mà biến... còn bị biến dạng khớp, biến chứng ở khớp rồi nên là phải tắm, phải ngâm toàn thân. Nên là trong cái bài tắm đó là có lá cây, dùng lá của cây... cây cà dại hoa trắng. Cây cà dại hoa trắng với cây ngoi gần gần giống nhau. Cây ngoi thì nó cũng có quả từng chùm như thế này. Nó cũng có hoa trắng nhưng mà cây ngoi thì lại không có gai nhé. Các bác xem lá giúp em ạ. Xem lá của cây ngoi thì nó to như thế này mà nó không có gai. Đây ạ. Đấy, còn lá của cây cà dại hoa trắng thì có gai và cà dại hoa trắng thì nó cũng có từng chùm quả như thế này. Đây các bác, mình so sánh này, đây là cây quả của cà dại hoa trắng thì nó bóng này, nó bóng nhẵn này. Còn quả của cây ngoi thì nó có lông, nó có lông như này, nó xù xì mà nó có lông mịn như này. Đấy, quả nó khác nhau nhá.